Xin chào các bạn. Đa số du học sinh sẽ trải qua cảm giác lạ lẫm và không quen để có thể thích nghi khi qua một môi trường hoàn toàn mới để học tập. Và đối với cuộc sống ở Canada trong thời gian đầu khi học tập tại đây thì chắc hẳn cũng không phải là một việc quá dễ dàng. Để có thể thích nghi được trong một thời gian giữa một xã hội và những người mà mình hoàn toàn lạ lẫm. Chính vì thế mà nhiều du học sinh đang tìm kiếm cũng như cố gắng trang bị nhiều kiến thức về vấn đề này để làm sao có thể có được phương pháp giúp cho các bạn ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất có thể. Thì thông qua chủ đề du học Canada và những điều cần biết để ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất, thì hôm nay Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn sinh viên học sinh biết thêm cũng như trang bị cho mình những kiến thức hữu ích để ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất khi du học Canada nhé. Đừng quá lo lắng nếu bạn cảm thấy không quen khi bắt đầu học ở Canada vì những ngày đầu tiên khi bước chân vào môi trường đại học quốc tế lúc nào cũng là những ngày khó khăn nhất. Vì vậy hãy cố gắng kiên nhẫn với bản thân cũng như với những người khác, tin vào chính mình để mọi chuyện sẽ sớm vào guồng. Thường thì các trường đại học, cao đẳng hay trung học tại Canada thường sẽ tổ chức một buổi định hướng ngắn cho tân sinh viên học sinh. Đây cũng là cơ hội để gặp mặt, kết bạn với bộ phận du học sinh lẫn sinh viên bản xứ ở trường và làm quen trước với các nhân viên hỗ trợ sinh viên quốc tế. Thì trong buổi định hướng, bạn sẽ được biết về thứ nhất là những nguyên tắc quan trọng về giấy phép học tập và visa của bạn. Thứ hai là những môn học bắt buộc trong học kỳ đầu tiên. Thứ ba là các thủ tục kiểm tra năng lực ngôn ngữ tiếng Anh. Thứ tư là các luật lệ và nguyên tắc của nhà trường. Thứ năm là cách mua sách, đồ dùng học tập và các đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Và thứ sáu là cách mở tài khoản tại các ngân hàng địa phương. Và cuối cùng là sẽ là điều chỉnh email và quyền truy cập vào máy tính. Tuy nhiên là buổi định hướng này thường bị rất là nhiều các bạn sinh viên bỏ lỡ vì nghĩ là không cần thiết. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về trường, về cuộc sống và vấn đề xoay quanh mà bạn có thể gặp phải trong tương lai thì đừng bỏ qua buổi định hướng này nha. Tiếp đến là vấn đề quan trọng không kém, chính là mối lo ngại của nhiều bạn sinh viên: làm cách nào để kiếm việc làm thêm ngay khi vừa sang du học Canada. Ắt hẳn hầu hết các bạn đều mong muốn có thể đi làm thêm và kiếm thêm một phần phí sinh hoạt cho việc du học. Vậy nếu là sinh viên mới qua du học, bạn cần biết những gì để kiếm được công việc làm thêm phù hợp? Thì thứ nhất sẽ là điều kiện để sinh viên làm thêm. Thì đầu tiên bạn nên kiểm tra xem visa du học Canada của bạn có thuộc diện được làm thêm hay không. Nếu đúng, bạn sẽ hoàn toàn được phép làm việc trong khi khóa học diễn ra. Thời gian làm việc tối đa để bạn đi làm thêm sẽ lên đến 20 giờ một tuần, trừ trường hợp đó là dạng công việc thực tập bắt buộc của khóa học hoặc việc đã có sự thỏa thuận trước giữa phía đơn vị tuyển dụng và nhà trường. Đặc biệt trong khoảng thời gian nghỉ giữa các khóa học, du học sinh sẽ không bị giới hạn thời gian làm thêm. Hiện tại thì phía chính phủ đất nước Canada đã đưa ra nhiều chính sách thuận lợi để sinh viên du học có thể tham gia làm thêm. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho cộng đồng du học sinh quốc tế hòa nhập vào cuộc sống cũng như là đóng góp sức lao động và tri thức của mình cho đất nước này. Cụ thể là các sinh viên chính khóa thuộc các trường công lập hoặc các trường tư thục hoạt động theo điều lệ của chính phủ sẽ có cơ hội được làm thêm tại các xưởng sản xuất của chính đơn vị mà mình đang theo học hoặc đi theo các chương trình làm thêm chính thống được thiết kế riêng cho sinh viên nước ngoài. Thứ hai là tìm kiếm cơ hội làm thêm. Bạn nên bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm thêm với những bản thông báo ngay trong khuôn viên trường của bạn. Một phương cách cũng không kém phần hiệu quả khác chính là tìm đọc phần rao việc của các tờ báo địa phương. Tiếp đến là trao đổi với trung tâm việc làm và văn phòng tư vấn nghề nghiệp của trường. Thứ ba là bạn nên tìm đến văn phòng tư vấn nghề nghiệp của trường bạn ha. Hiện nay thì nhiều trường đã có văn phòng dịch vụ tư vấn nghề nghiệp. Đây là nơi chuyên cung cấp thông tin về những công việc bán thời gian hoặc làm việc trong kỳ nghỉ cho sinh viên. Và nếu trao đổi với cán bộ phụ trách, bạn cũng sẽ thu thập được nhiều lời khuyên chính xác về việc part-time, cơ hội sau khi tốt nghiệp hay những cơ hội để lấy kinh nghiệm làm việc. Bên cạnh đó, du học sinh cũng có thể áp dụng cách tìm việc khá phổ biến hiện nay là hãy xỏ chân vào một chiếc giày thuận tiện, nở một nụ cười rồi dạo quanh các cửa hàng nơi mình sinh sống với một bộ hồ sơ cá nhân trong tay nhé. Thứ tư là mức lương bình quân. Thì thông thường mức lương cho công việc part-time sẽ được tính theo giờ và dao động từ 8 cho đến 12 đô la Canada. Con số bình quân này sẽ lên xuống tùy theo loại công việc mà bạn chọn làm và ở từng vùng miền trên đất nước Canada. Cụ thể hơn thì riêng công việc nhân viên thư viện hoặc trợ giảng sẽ có lương cao hơn một chút. Còn những bạn làm việc trong quán rượu hoặc quán ăn sẽ được trả thấp hơn nhưng lại có thêm một khoản tiền bo. Đặc biệt là bạn sẽ được trả lương cao hơn nếu làm việc tại Toronto, nhưng chi phí sinh hoạt và học tập của bạn thường cũng sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với con số này.
Mọi thông tin về du học Canada và những điều cần biết để ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất, để được hỗ trợ tốt nhất và đầy đủ nhất, thì các bạn hãy gọi ngay đến hotline 028 38 38 2080 hoặc 028 38 48 4879, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương tại địa chỉ mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028 38 48 4879, hoặc các bạn có thể liên hệ với chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028 38 38 2080, hoặc qua website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.